cái vừa đại học thì nha, thằng Tòng cái vừa làm nguyên ra trường có cái vừa con 4 năm đại học đó. Để nó cha chặt con cũng chặt nha. Đứt tay chết. Vâng, wow, chào con. Con gái tao về tao cho uống cái vừa đại học mới được. Vào cơ hội này được rồi. Uống nhớ mẹ Tòng. À, hứa với con là tới con ra trường sẽ uống cái vừa mà nay uống nhớ đi. Tao nói là có. Nguyên tao ra trường là có cái vừa uống. Dạ. Cha hái cho anh á. Cha là chặt 3 phát là xong cái dừa. Đó. Anh Hôn bị bệnh, cha chặt, cha mẹ chặt dừa cho anh Hôn uống các bạn ơi. Rồi anh lại anh tự lấy anh uống ra anh ơi. Ừ. Cái tôi hái nó ngọt hơn anh cộng chung cái đó chua uống. Uống cái đâu quá rồi hả? Dạ. Anh có thể uống rồi đó. Ngon. Quá trời nước luôn. Anh Hôn bị bệnh các bạn ơi. Sáng giờ anh bị sốt. Bây giờ chặt dừa cho anh uống. Anh Hôn bị bệnh á. Thấy cha mẹ lo ghê chưa. Anh uống đi, thôi anh bệnh anh uống đi. Được ok không? Cảm ơn cha. Ở đây nè, ở đây nè, ngồi đây nè, ngồi đây nè. Khỏe nước chưa vô, anh? Nước vô ngon quá. Hồi sáng giờ anh uống thuốc đó các bạn. Nhưng mà chưa có hết. Chưa có hết hẳn. Từ giờ tới chiều cháu chặt thêm dừa cho anh uống ha. Nước dừa mát. Mát lắm. It makes your body energy. Dạ. anh rất muốn làm như này. Nhưng mà sáng giờ anh sốt quá trời luôn rồi, tối anh ngủ không được nữa. Nghiệp quá. Nghiệp quá. Các bạn ơi, hãy con thân nha, hãy chăm sóc sức khỏe nha. Các bạn mùa này dễ bệnh lắm cho nên hãy chăm sóc sức khỏe nha các bạn. Hồi sáng ảnh bệnh á, cái Akun với Aka vô thăm á các bạn. Nè, đây nè. Ảnh bệnh nó nằm trên giường á. Bây giờ thì cá mình đang bơm nước vô. Chuẩn bị thả cá. Trước đây có cây dừa nhỏ nè. Xung quanh đây thì người ta lên đề nuôi cá cũng rất là nhiều. Nhưng mà ở ngoài đó thì có người ta còn trồng lúa các bạn. Nhưng mà sáng giờ anh Hương bệnh á, cái mình không có đi ra ngoài quay lại cho cả nhà coi. Hai trái mít nè, chưa ăn được, còn nhỏ. Đó, sáng anh Hương bệnh nằm trên giường ha. Cái con anh này là Akun. Nó chạy vô các bạn. Mà bình thường á thì mẹ không cho nó vô nhà. Nhưng mà hồi sáng không biết sao mà nó chạy, mình ngoắt nó, cái nó chạy vô. Thương ghê. Thương anh Hương lắm. Thôi bye bye mọi người nha. Nhiều, anh giảm cân chưa? Giảm cân đâu giảm cân. Tại vì anh là bị bón mà. Rồi. Anh sẽ bị bón một ngày nữa nha. Trời. Akun hả? Dạ. Anh tại vì anh yêu Akun, tại vì anh Akun khi Akun hay anh Akun anh
A Cún làm vậy hả? Đúng rồi. Ừ, bên nhà, bên nhà. A Cún. Em thấy A Cún có làm đâu. Mệt chết đi. Mẹ chặt dừa cho anh uống rồi kìa. Giờ mình với anh Huân chuẩn bị về Cần Thơ. Mẹ chặt thêm một trái dừa nữa cho hai đứa, cho anh đi dọc đường anh uống. Khỏe chưa anh, đỡ chưa anh, thấy sao rồi? Cần Thơ thẳng tiếng nha. Sao anh làm cái này? Hello hả?